Suy niệm Chủ nhật thứ năm mùa thường niên năm A Bài của Linh Mục Nguyễn Xuân Trường Khổ khi không khỏe Ai cũng thích sống mạnh khỏe Chả ai dạy gì là mong bệnh tật Tuy nhiên, thực tế chúng ta không thể tránh được bệnh tật Bệnh tật trở thành điều hiển nhiên trong vòng đời mỗi người Sinh, bệnh, lão, tử, Vậy Chúa làm gì với bệnh tật và sức khỏe của chúng ta? Thứ nhất, bệnh tật. Phúc âm nói rõ, Chúa chữa nhiều kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh tật. Chúa là Đấng chữa lành bệnh tật. Đáng tiếc là trong đời sống tôn giáo, nhiều khi người ta lại nghĩ bệnh tật là do Chúa gây ra nên mới có những câu kết án. Nói bệnh tật thế là do Chúa phạt đấy rồi lại có những lời khuyên nghe rất đạo đức ông bà bệnh tật thế này là do chúa gửi thánh giá cho đấy chịu khó mà vác nhé rồi chính bản thân người bệnh cũng than thở chúa ơi sao lại để con bệnh tật đau khổ thế này ôi chả lẽ chúa lại cứ thích làm khổ con người vậy sao oan cho chúa quá có bố mẹ nào muốn con cái mình bị bệnh không không và thiên chúa là cha giàu lòng thương xót chắc hẳn không đời nào là muốn con cái ngài bệnh tật chúa chỉ muốn chữa lành thứ hai khỏe mạnh ngày xưa đói người ta hỏi thăm nhau ăn uống gì chưa ngày nay no ấm người ta hỏi thăm nhau có khỏe không người ta quan tâm ăn thứ gì uống thuốc gì cho khỏe thậm chí người ta còn bảo có sức khỏe là có tất cả. Nhưng hãy cẩn thận hiểu cho đúng về sức khỏe. Nếu chỉ hiểu sức khỏe về cơ bắp vặn vỡ, cao to, thì nhiều người làm thuê khỏe hơn ông giám đốc nhiều. Thế nên, phải hiểu sức khỏe một cách toàn diện cả về thể xác lẫn tâm hồn. Cùng với chữa lành bệnh tật thân xác, Chúa còn chữa lành bệnh tật tâm hồn bằng việc từ quỷ. Chúa còn bồi bổ sức khỏe tinh thần bằng rau giảng và cầu nguyện Chúa là đấng chữa lành Đó là tin mừng để chúng ta cậy trong phó thác Sống ăn vui và hy vọng Đồng thời chúng ta cũng cần nói gương Chúa Mở lòng, mở tay Chữa lành những đau khổ của tha nhân Amen Bài của Linh Mục Nguyễn Xuân Trường